Trong những năm gần đây, tôm thẻ chân trắng đang trở thành đối tượng nuôi có giá trị và hiệu quả kinh tế khá cao của vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được từ việc nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, thì vấn đề xử lý bùn chất thải của các ao nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh cũng là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Tại huyện Kim Sơn đã có một đề tài khoa học nghiên cứu và ứng dụng thành công việc xử lý chất thải từ tôm, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và nâng cao giá trị kinh tế từ nuôi tôm. Hiện nay các cơ sở nuôi tôm thường xả chất thải ra hệ thống kênh mương hoặc thu gom vào các ao chứa bùn thải để xử lý. Về lâu dài, nếu không có giải pháp xử lý kịp thời và hiệu quả sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường của các vùng nuôi. Thực trạng này đã thôi thúc tập thể cán bộ kỹ thuật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thủy sản Bình Minh tìm tòi thử nghiệm nhiều giải pháp xử lý lượng bùn thải này trong quá trình nuôi tôm. Sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm, công ty đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ nuôi giun quế từ bùn thải ao nuôi tôm. Thứ nhất là về cái cách xử lý cái phân tôm á, tại vì phân tôm là bản chất của nó là cái môi trường nước mặn, thì mình phải có cách xử lý để làm sao giảm cái độ mặn, để làm sao phù hợp để bổ sung cho con giun quế này. Thì về cái tỷ lệ bổ sung trong giun quế này là mình bổ sung trộn lẫn với phân trâu bò là cái tỷ lệ nó khoảng 30%. Thì trước đó là mình phải xử lý cái chất thải đó, là mình phải gom vào một hệ thống lắng, rồi sau đó mình thau rửa bằng nước ngọt nhiều lần để làm sao cái độ mặn nó xuống khoảng 2-3 phần ngàn. Cái đó mình đo bằng cái thước đo độ mặn được, thì cái đó mình xuống khoảng 2-3 phần ngàn thì mới đảm bảo yêu cầu để làm thức ăn cho cái con giun quế này. Tính sáng tạo của đề tài khoa học này là nhóm tác giả đã nghiên cứu ra một quy trình mang lại lợi ích kép. Công ty đã hoàn thiện quy trình nuôi giun quế từ chất thải của tôm, đồng thời lấy giun quế làm thức ăn bổ sung cho tôm, giúp tôm sinh trưởng và phát triển tốt, đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường. Là khi áp dụng cái dự án giun này vào để làm cái thức ăn bổ sung cho tôm nuôi, tôm thẻ chân trắng, nuôi công nghiệp, thì giảm được cái lượng thức ăn đầu vào cho con tôm. Như thế là cái đầu vào của tôm nuôi chúng tôi là đã giảm được cái giá thành đầu vào. Và cái thứ hai là nhanh lớn hơn, tôm nhanh lớn hơn, săn thịt săn chắc hơn mà thơm ngon hơn. Nên là khi mà tôm của doanh nghiệp chúng tôi bán ra thị trường thì bao giờ giá cũng cao hơn là tôm của bà con nuôi quanh vùng. Để đảm bảo tính khoa học, công ty tiến hành nuôi thử nghiệm ở 6 ao, diện tích 1,08 ha, 2 ao đối chứng 0,36 ha, nuôi 3 vụ một năm. Và được thực hiện trên các ao đều có mái che bằng ni lông trắng có tác dụng tăng nhiệt. Vào mùa hè, hệ thống ao được che phủ lưới để giảm nhiệt độ, ổn định nhiệt độ nước trong ao nuôi tôm. Đây thực sự là một giải pháp cần thiết trong điều kiện phát triển nghề nuôi tôm ở Kim Sơn. Cái ưu điểm của mô hình này, thứ nhất đấy là tận dụng được cái vã thải của tôm để làm cái nguyên liệu nuôi giun quế. Thứ hai nữa là cái giun quế thì lại làm thức ăn cho tôm. Vì thế cho nên là nó không ảnh hưởng đến môi trường nước, môi trường đất. Và cái thức ăn của giun quế cho tôm ấy, thì nó lại đảm bảo dinh dưỡng. Cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao. Qua kiểm tra cái chất lượng của cái giun quế thì thấy hàm lượng protein và các chất trong cái con giun quế phối hợp với một số cái chất làm thức ăn cho tôm thì đánh giá là tôm ăn rất tốt, rất là khỏe và tránh được cái bệnh tật. Từ cái thứ nhất là đảm bảo thức ăn, thứ hai nữa là môi trường nước, rồi môi trường đất rất là tốt. Để nhân rộng mô hình, ban chủ nhiệm đề tài chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho các hộ nuôi tôm trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh.